Thủ tướng Estonia bà Kazakalas nhấn mạnh sự cần thiết phải quy trách nhiệm cho Nga và cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là xe tăng và thiết bị phòng không. Trên Twitter hôm 15 tháng 1, Thủ tướng Kalas cho rằng việc Nga tấn công chung cư ở thành phố Dnipro và những nơi khác ở Ukraine, Nga một lần nữa chứng tỏ họ là một quốc gia khủng bố. Bà cũng gửi lời kêu gọi tới các đồng minh và đối tác. Chúng ta hãy tăng cường hỗ trợ Ukraine cần vũ khí, bao gồm cả xe tăng và phòng không. Nga phải chịu trách nhiệm cho mọi tội ác đã gây ra, Thủ tướng Estonia nhấn mạnh. Hôm qua, Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg cũng cho biết, Ukraine có thể tin tưởng vào việc tăng cường cung cấp vũ khí hạng nặng từ các nước phương Tây trong thời gian tới. Việc Nga bắn hỏa tiễn vào trung cư ở thành phố Dnipro, miền trung Ukraine vào ngày 14 tháng 1, đến nay đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương. Vụ tấn công hủy diệt đã khiến sự phẫn nộ của người Ukraine tăng cao. Đông đảo người dân trên mạng xã hội kêu gọi phương Tây cung cấp cho họ các vũ khí cần thiết để tấn công vào lãnh thổ Nga, đập tan chế độ của Putin. Ngày 15 tháng 1, Hội đồng Bảo an Belarus thông báo cuộc tập trận không quân chung của nước này và Nga dự kiến diễn ra từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2. Hội đồng khẳng định cuộc tập trận có bản chất phòng thủ và sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trinh sát và cách thức ngăn chặn một cuộc tấn công có khả năng diễn ra trong tương lai. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Belarus đã thông báo trên Telegram, từ ngày 16 tháng 1 đến mùng 1 tháng 2, cuộc tập trận không quân chiến thuật chung được tổ chức với sự tham gia của các đơn vị hàng không trong lực lượng vũ trang Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga. Các đơn vị này cũng thuộc lực lượng quân sự chung Nga-Belarus. Về phía Ukraine, truyền thông nước này cho biết, ít nhất 8 máy bay chiến đấu và 4 máy bay chở hàng từ Nga đã đến sân bay quân sự ở Baranavichi, Belarus, vào Chủ nhật ngày 15 tháng 1. Trong 8 chiến đấu cơ này có 4 chiếc Su-34 và 4 chiếc Su-30. Việc Belarus tập trận với Nga vào giai đoạn này khiến Ukraine và phương Tây lo ngại. Một số ý kiến cho rằng Belarus có thể sát cánh với Nga, bất ngờ tấn công Ukraine từ phía Bắc. Tiếp theo là một tin tức đáng chú ý tại Trung Quốc. Thưa quý vị, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, một vụ nổ vừa xảy ra tại nhà máy hóa chất thuộc sở hữu tư nhân Panjin Haoye Chemical, tỉnh Liêu Ninh lúc khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 1 giờ địa phương. Chính quyền địa phương đã bắt đầu công tác cứu hộ nhưng chưa công bố con số thương vong hay thiệt hại kinh tế nếu có. CCTV cho biết nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Theo báo China Daily, vụ nổ xảy ra trong quá trình bảo trì cơ sở ứng dụng phản ứng an khi hóa của nhà máy. Những người bị thương đang được điều trị. Bloomberg dẫn tin của truyền hình Trung Quốc rằng giá trị cố định của nhà máy này là 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,49 tỷ đô la Mỹ và nhà máy có 2.500 người lao động theo thông tin trên website của nhà máy. Bloomberg cũng bày tỏ nghi ngờ về an toàn lao động của Trung Quốc sau những biến động liên quan đến đại dịch Covid-19 hiện nay. Hãng tin Ati cho biết các công nhân đã được nhanh chóng đưa ra khỏi nơi nguy hiểm, nhưng không nói rõ cụ thể con số thực tế. Hãng tin chỉ ra hoạt động xử lý dầu khí của nhà máy liên quan đến lượng lớn chất dễ cháy nổ. Tiếp sau đây là phần tin trong nước. Giang sáng, Tân Sơn Nhất đã đông kín người dân về quê đón Tết. Thưa quý vị, chưa đến lịch nghỉ Tết, nhiều người tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu xếp công việc để về quê ăn Tết sớm, khiến sân bay Tân Sơn Nhất luôn đông nghẹt khách từ sáng sớm đến tận khuya. Từ 3 giờ sáng ngày 16 tháng 1, ngày 25 tháng Chạp, khu vực trong và ngoài nhà ga đã đông kín khách. Theo ghi nhận của phóng viên báo dân Việt, từ sáng sớm, các khu vực cổng ra của ga quốc nội, ga quốc tế, khu vực sảnh chờ, khu vực soi chiếu an ninh, khu vực hành lý, làm đón taxi, xe công nghệ đã đồng đúc. Được biết, dịp Tết 2023, ngành hàng không tăng cường nhiều chuyến bay đêm, khiến lượng khách tập trung tại sân bay vào giữa khuya và dạng sáng tăng đột biến so với mọi năm. Lo sợ ồn ứ đường, quá tải khu vực làm thủ tục, nên nhiều người chọn giải pháp đến sân bay từ rất sớm để chờ đợi làm thủ tục. Bên cạnh đó, hành khách thường mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh khi về quê ăn Tết, nên nhiều người đã có mặt trước giờ khởi hành 2 đến 3 tiếng để chủ động xếp hàng chờ check-in, ký gửi hành lý. Khu vực các quầy làm thủ tục các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vietjet Air, Bamboo Airways đều đông kín người. Tại khu vực soi chiếu an ninh của sảnh A, thời điểm 4 giờ sáng ngày 16 tháng 1, các cửa soi chiếu đều được mở để phục vụ số lượng lớn khách hàng đang xếp hàng. Theo quan sát, hành khách được phân làn gần 10 hàng. Để hoàn thành thủ tục qua cửa an ninh, hành khách phải xếp hàng dài di chuyển từ 20 đến 30 phút. Trong khi đó, tại khu vực sảnh ngoài ga đi quốc nội, hàng dài taxi, xe ô tô ra vào liên tục, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Bên trong khu vực check-in, nhân viên của các hãng cũng túc trực hướng dẫn hành khách xếp hành lý, ký gửi hành lý. Chị Thảo Hoa quê Nghệ An cho biết, vợ chồng chị làm công nhân tại thành phố Hồ Chí Minh Năm nay cả hai đều nghỉ Tết để mua vé từ sân Sơn Nhất về sân Bay Vinh đón Tết cùng gia đình. Do hai năm dịch bệnh, vợ chồng chị đã không thể về thăm quê. Để không bị lỡ chuyến bay, chị Hoa đã có mặt trước 2 tiếng làm các thủ tục trước khi ra hàng ghế chờ. Được biết, cao điểm Tết năm 2023, sân bay Tân Sơn Nhất dự báo sẽ đón lượt khách kỷ lục từ trước đến nay. Sân bay Tân Sơn Nhất dự báo khai thác khoảng 26.926 chuyến bay tăng 9,39% so với năm 2019. Sản lượng hành khách dịp Tết sắp tới vào khoảng hơn 3,85 triệu lượt, tăng 9,5% so với giai đoạn năm 2019. Lượng khách qua sân bay tân sơn nhất trong dịp Tết trung bình khoảng 130.000 khách, trong đó nội địa 90.000 khách, quốc tế 40.000 khách. Trong ngày đông nhất và dịp Tết, sân bay sẽ phục vụ khoảng hơn 144.000 lượt hành khách, tăng cao so với con số kỷ lục 127.885 lượt khách của năm 2019. Do bước vào cao điểm, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1. Sân bay này cũng điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh là 44 chuyến 1 giờ và các khung giờ từ 6 đến 23 giờ 55 phút và 36 chuyến 1 giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 55 phút. Mức này được đánh giá là cao nhất nhiều năm qua, khi bình quân trước đây chỉ khoảng 40 lượt cất hạ cánh mỗi giờ. Bên cạnh đó, để tránh tình trạng hành khách chậm chuyến, sân bay Tân Sơn Nhất đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 2 giờ đối với chuyến bay quốc nội và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế. Quầy thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 50 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế. Cửa ra tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay. Giao thương biên giới Việt-Trung sôi động trở lại Sau 3 năm đóng mở trước làn sóng dịch COVID-19, từ ngày 8 tháng 1, Trung Quốc khôi phục hoạt động trở lại nhiều cửa khẩu trên tuyến biên giới với Việt Nam, khiến hoạt động giao thương giữa doanh nghiệp hai nước sôi động, nhộn nhịp trở lại. Trao đổi với thanh niên, Thượng úy Hoàng Minh Du, Phó trạm trưởng trạm biên giới cửa khẩu quốc tế Kim Thành, Lào Cai cho biết ghi nhận từ ngày 8 tháng 1 đến nay lượng hàng hóa xuất khẩu giữa Việt Nam Trung Quốc tăng lên từ ngày. Cao nhất là ngày 11 tháng 1. Cửa khẩu này xuất khẩu được 71 xe và nhập khẩu 158 xe hàng. Trong khi trước đây, tổng số xe xuất nhập khẩu trong ngày thường dưới 200 xe. Cũng theo Thượng Úy Du, tại cửa khẩu này, Trung Quốc vẫn duy trì giao nhận hàng qua lái xe trung chuyển. Nhưng lái xe không cần mặc đồ bảo hộ chống dịch COVID-19. Khâu kiểm tra hàng hóa cũng được cắt bỏ nên tốc độ giao nhận hàng, hóa xuất nhập khẩu giữa doanh nghiệp hai nước diễn ra rất thuận lợi, nhanh gọn. Còn tại Lạng Sơn, khác với khung cảnh điều hưu, vắng vẻ trước đây, các bãi tập kết phương tiện bên trong cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hiếu Nghị, những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được lấp đầy xe hàng chờ xuất khẩu. Ở sát đường biên giới, xe chở hàng xuất nhập khẩu nối hạ qua lại không còn phải mặc đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân hay ngồi trong những cabin dán chằng chịt giấy niêm phong. Lái xe chở hàng được mặc tự do, tranh thủ lúc xếp hàng đứng chờ làm thủ tục có thể tiếp xúc, nói chuyện, hút thuốc giải khuây. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu trái cây Hoa Cương Long An, cho biết hiện tại mỗi ngày doanh nghiệp này xuất khẩu 5 đến 6 container mít Thanh Long sang Trung Quốc qua cửa khẩu tại Lạng Sơn. Trước đây mỗi xe hàng khi lên biên giới đều nằm chờ ở cửa khẩu ít nhất nửa ngày. Lái xe phải mở container kiểm hàng, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Theo đó chi phí mỗi xe hàng bị đội lên 2 đến 4 triệu đồng. Từ ngày 8 tháng 1 đến nay, mỗi ngày doanh nghiệp tiết kiệm được vài chục triệu đồng khi không còn phải trả phí cho phòng chống dịch. Sướng nhất là lái xe không còn phải ăn trực nằm chờ, bà Nhung nói cũng theo bà Nhung, nội địa Trung Quốc mở cửa các dịch vụ. Người tiêu dùng có nhu cầu rất lớn đối với trái cây Việt Nam. Đây là cơ hội để doanh nghiệp gia tăng xuất khẩu. Bà Nhung thông tin, chúng tôi và đối tác Trung Quốc đã thống nhất. Trong năm nay, ngoài mít thanh long, sẽ tiếp tục mở rộng xuất khẩu thêm khoai lang, chuối xanh. Xuất nhập khẩu còn tăng mạnh. Tỉnh biên giới Lạng Sơn có 12 cửa khẩu với Trung Quốc, nhưng hiện chỉ có 5 cửa khẩu khôi phục hoạt động giao thương gồm cửa khẩu quốc tế Ga Đồng Đăng, cửa khẩu quốc tế Hiếu Nghị, cửa khẩu Chi Ma, cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam. Thống kê từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn cho thấy, số lượng xe hàng xuất nhập khẩu từ ngày 8 tháng 1 đến nay tăng vọt. Cụ thể, trong ngày 8 tháng 1, Lạng Sơn có 212 xe hàng xuất khẩu và 405 xe hàng nhập khẩu. Đến ngày 11 tháng 1, Số lượng xe hàng xuất khẩu tăng lên 519 xe, hàng nhập khẩu là 747 xe. Qua ghi nhận, hàng xuất khẩu từ Việt Nam nhiều nhất là hoa quả sầu riêng, mít, thanh long, chuối và một số mặt hàng khác như bột sắn, ván bóc, sen sấy khô, thủy sản. Ở chiều ngược lại, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là thiết bị máy móc, linh kiện điện tử, đồ gia dụng, nguyên vật liệu.